trọng kính chào quý khán giả theo dõi xoay tin với đội dụng của bài Mai Phi Long cuối tuần vừa qua một cái sự kiện được là chú ý trên toàn thế giới đó là chuyện bà Mạnh Vãn Trung là giám đốc tài chính của công ty Huawei bị Canada bắt giam để chờ dẫn độ về Hoa Kỳ đã thỏa thuận với uh, một tòa liên bang ở tại Brooklyn về một cái vụ lè bà nhận một số tội và đổi lại. Hoa Kỳ thả bà, bà được trở về lại Trung Quốc. Và khi bà Mạnh Văn Chu trở về Trung Quốc, thì thưa quý vị, chúng ta nếu quý vị theo dõi trong những ngày vừa qua thấy hình ảnh bà được đón, phải nó rất là hào nhoáng, rất là phải nói rằng là uh, một cái chương trình rất là lốc lẫy. Và khi bà trên đường bà bay về thì cùng lúc đó Trung Quốc thả hai công dân Canada cho về lại Canada. Thì toàn bộ cái diễn tiến của sự việc này căng thẳng suốt cả 3 năm vừa qua tự nhiên bây giờ giải quyết một cách rất là nhanh chóng. Những câu chuyện này nó sẽ đi về đâu giữa quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc trong những ngày sắp tới? Đó là chủ đề anh em chúng tôi nói với quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phê Long và kính chào khán giả SBTN. Ngoài cái chuyện là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong những ngày tới như thế nào, chúng tôi cũng nói sơ qua về những cái uh gọi là thủ thuật mà trung quốc uh, sử dụng trong vấn đề mà gọi là quan hệ quốc tế thì nếu quý vị để ý hôm thứ sáu vừa rồi đó bà mạnh Văn chu uh, được cái tòa ở bên new york xử qua màn hình bên canada ở vancouver làm cái tòa của ở canada và lúc đó đó trước đó, đó thì ông Joe Biden tổng thống Mỹ tiếp ba lãnh đạo của thế giới trong cái nhóm bộ tứ kim cương đó là thủ tướng Ấn Độ, thủ tướng Nhật và thủ tướng Úc. Tin cho biết đó là lúc đó bà Mạnh Văn Chu đang ở ngoài đường. Trong thời gian gần 3 năm bà bị bắt ở tại giam giữ ở tại Vancouver đó là bà đi đâu cũng có đeo cái GPS ở dưới chân. Nhân dòng ta biết hết thì bà được gọi vô cái tòa lịch sử thì vô đó bắt đầu thì hai bên đạt được thỏa thuận là bên công tố của bên Mỹ ấy. hủy bỏ những truy tố của bà. Bà không nhận tội. Nhưng bà thừa nhận là có nói dối về cái chuyện công ty Huawei Huawei có một chi nhánh ngân hàng bí mật ở bên Hồng Kông làm ăn với Iran. Và cái thỏa thuận đó giữa bà với lại bộ tư pháp Hoa Kỳ là từ giờ đến tháng 12 năm hai nếu bà không vi phạm luật thì họ sẽ chính thức bỏ tất cả cái đó những truy tố đối với bà bởi vì bà bị truy tố là làm ăn với lại iran cái công ty bà làm ăn với iran mà bà biết bà iran đã bị mỹ cấm vận đó thì như vậy coi như bà được thả tự do và bây giờ bà đi lại từ giờ đến 2022 tháng 12 ngày là còn đội chừng bao nhiêu anh chừng mười mấy tháng nữa bà không vi phạm gì có chính thức bỏ coi như là bỏ hết đó. và ngay lập tức một chuyến chuyên cơ máy bay chuyên cơ do chính phủ Trung Quốc thuê chở bà từ phía trường Vancouver về và về đến thành phố Thẩm Quyến vào thứ bảy và bà được đón như một anh hùng <laughs> như một anh hùng đây quý vị coi Chạy thảm đỏ mặc cái là bộ đồ đỏ bà bước xuống máy bay và có một bài diễn văn nghĩa là, là chuẩn bị sẵn trong đó có hai cái điều người ta gọi chú ý thứ nhất là bà cảm ơn chủ tịch tập cận bình thứ hai là bà nói nếu không có một tổ quốc mạnh như Trung Quốc thì bà không có tự do. Chú ý nhớ nha, không có một tổ quốc mạnh như Trung Quốc, tức là powerful motherland, bà dùng cái từ đó. Trong lúc bà bay ở trên bầu trời, rời phi trường Vancouver, thì ở bên Trung Quốc, Trung Quốc cũng thả hai công dân Canada đó là ông Michael Spavor và Michael Kovrig hai người này cũng về tới phi trường Toronto ở hôm thứ bảy và được nghĩa là tối hôm đó được thủ tướng Justin Trudeau của Canada đón và trên hình quý vị đó là vợ của ông uh, uh, Michael Spavor đón là một tại phi trường. hai người này á, thì một người bị xử 11 năm hồi tháng riêng vừa qua, một người đó là hôm thứ ba vừa rồi xử uh, sơ thẩm và đang chờ tuyên án trong những ngày tới thì bất ngờ hai người được thả luôn và về đúng cùng thời điểm đó câu chuyện nó là như vậy trong khi đó là Canada đón hai này rất bình thường thì bà mạnh Văn chu được đón một cách như là anh hùng quý vị thấy không có người ra sân bay rồi này kia các thứ đó. và truyền thông trung quốc tất cả đều nhắc chuyến cái chuyện bà mạnh Văn chu được thả và hàm ý như là một anh hùng trong khi họ gần như gần như nha, không nhắc chuyện thả hai công dân của Canada. Và bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên của Trung Quốc ngày hôm sau bảo là hai chuyện này thả không liên quan. Muốn nói gì thì nói. Ai cũng không hiểu và mọi người đều biết hay là không ai biết nhưng mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy không? Tức là anh thả tôi, tôi thả. Vậy thôi. À. Thì bà Mạnh Bắn Chu là ai phải nói sơ quý vị biết Bà được coi như là một công chúa không chính thức của Trung Quốc Bà là con của ông Ren Zhengfei người sáng lập công ty Huawei. À, công ty Huawei là coi như công ty 5G điện thoại lớn nhất trên thế giới. Bị Mỹ coi là một công ty như, giống như tình báo, chuyên môn là thu thập thông tin của khách hàng và đưa Trung Quốc. Chính vì cái vụ bắt bà Mạnh Văn Chu này mà nhiều thế, nhiều quốc gia trên thế giới, ngay cả Việt Nam nên thân thiết Trung Quốc cũng không dám xài 5G. Đấy không? Và và Huawei cho biết là trong thời gian gần 3 năm mà mình vẫn chưa bị mất đó, bị bắt như vậy đó, bị giảm lỏng á. Huawei mất khoảng 30 tỷ đô la. Mở ngoặc quý vị tí xíu. Huawei nó giống như các cái công ty mà quý vị biết giống như Việt Nam lòng biết là công ty nào không? Tôi đâu biết. À, công ty VinFast hay là Vin gì đó? No, VinRub, chứ không phải khá hay... VinFast. Vingroup. Vingroup là khác hay... Vingroup là khác. Vingroup. của quận à, ừ. và được, phải không? thì đây là những cái loại hình những công ty mà coi như là sân sau của đảng kinh doanh cho đảng, cái công ty Huawei này được đảng cộng sản Trung Quốc gọi là bảo trợ tối đa và ông bố cô này đó, ông bố bà này là chơi rất thân với Tập Cận Bình. thì thường thường thưa quý các cái đảng cộng sản là họ có những cái kinh doanh phía sau và Mỹ biết rồi đó và các nước khác biết là bởi vì sao Huawei được phát triển rất nhanh và được hỗ trợ tối đa gần như làm cái gì cũng được hết y chang như Vingroup ở Việt Nam Tôi không có bằng chứng Tại vì nếu nói vậy thì tôi nói hồ đồ Nhưng tôi có bằng chứng này cho quý vị Quý vị để ý Vingroup ở Việt Nam Anh Long có lý không? Họ xây bất kỳ dự án gì không bao giờ bị kiện cáo Và không bao giờ lầm gì. Để ý coi Đất của họ không bao giờ bị tranh chấp hết Xây cái nào lên là không bị ảnh hưởng môi trường Không có bị cái gì đó không Ai đụng vô đó Đi tới đâu làm tới đâu là làm tới đó Tôi chỉ nói vậy quý vị đủ hiểu đấy nó tùy quý vị quyết định nha đó. đó, Huawei cũng như vậy thành ra đó năm 2018 khi mà ông Trump á ông ra lệnh bắt cái bà này trên đường từ Brazil về bắt nguội quá cảnh ở Canada thì các nhà phân tích đã cho rằng coi như là Mỹ nhắm vào ngay cái sân sau của Đảng Cộng sản để tính là gây áp lực trong quan hệ đôi bên và ông Trump từng tuyên bố tôi có thể ảnh hưởng cái chuyện mà coi như bà thả bà mạnh văn chu ra đúng không và trong cuốn hồi ký của ông uh, john bolton từng là cố vấn in quốc gia cho tổng thống donald trump cũng nói luôn nghĩa là ông trump có thể có là nhắm vào huawei này để đánh và dùng bà mạnh văn chu này giống như cái con cờ để áp lực với trung quốc và trung quốc biết điều đó thì khi bà mạnh văn chu bắt như vậy chín ngày sau <laughs> trung quốc bắt hai ở canada <laughs> tại vì ông Canada này bị vô cái tội là gì mà ông Canada ông Trudeau mà tôi đâu biết thì đâu mà mấy anh sang các bà mạnh vẫn Chu là tôi mà biết trước tôi kêu vậy cho đậu bay qua nước khác quá cảnh đừng quá cảnh tôi quá cảnh tôi mà khổ Canada lại có hiệp ước Ấn độ với Trung Quốc ơi ừ. à, xin lỗi vì, vì với Mỹ. Mỹ mà ông ông Trudeau với lại ông Trump lúc đó là không có thuận thảo cũng đang có chiến tranh thương mại luôn rồi dính vào cái vụ NAFTA đấy nhớ không đó thành ra ông Trudeau bị vô thế kẹt anh Trung Quốc bảo tôi không cần biết mà anh là anh bắt người chúng tôi mà anh nghe lời Mỹ phải cho trong suốt thời gian gần 3 năm qua quý để ý Canada tìm mọi cách làm sao không dẫn độ bà mạnh vẫn chu qua Mỹ <laughs> dẫn độ qua là còn kẹt nữa đó câu chuyện như vậy và cho đến trước ngày bà này được thả ra hầu hết các cuộc nói chuyện lớn mà cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc Canada đều nhắc tên bà mạnh Văn chu quý vị điều đó cho thấy rằng bà này là con cờ rất quan trọng của Trung Quốc và đối với Trung Quốc coi như là bắt bà này là chẳng khác nào tát vào mặt chúng tôi công chúa mà anh Thấy yeah. không à. thành ra đó là thưa vị khi mà <laughs> ngay cả cái bà mà Wendy Sherman thứ trưởng ngoại giao của Mỹ cái kỳ đến Trung Quốc nói chuyện cũng có nhắc chuyện này và ngay cả tổng thống Joe Biden cách đây không lâu trong một phát biểu public cũng nhắc đến cái chuyện mà Uh, hai công dân Canada anh nhớ coi như cái chuyện này là ba nước có nó nói qua nó lại nhiều thế thì thưa anh tại sao mà bà được thả ra ngày thứ sáu để làm cái gì thưa anh à, nó có nhiều vấn đề nằm ở trong đây thưa quý cái đầu tiên chúng ta nói về cái chuyện mà Hoa Kỳ bắt nguội bà Mạn Mạn Chu Đông Trung Quốc thì... Trung Quốc <laughs> Trung Quốc bắt không bắt bà bạn bạn chú Hoa Kỳ bắt bắt, bắt à, bà không không chúng uh, Canada, lỗi, Canada, 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 Canada Canada thì ý của tôi là, là yêu cầu ông, của ông, Mỹ ông ông, ông, ông Mỹ ông, ừ, ông 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 ra lệnh ông Canada thì thứ vị trong cái chuyện này đó bên Mỹ cáo buộc là bà Mạnh vẫn chu coi như là lừa đảo một cái công một ngân hàng SBC để mà cái dùng cái công ty con để mà chuyển tiền qua Iran để phạm cái luật cấm vận của Hoa Kỳ nhưng mà trong cái, ngay cái chuyện này nó cũng có những câu hỏi được đặt ra và những câu hỏi được đặt ra đó nó trở thành một cái thế mà Hoa Kỳ không có đem bà về lại về uh, về Hoa Kỳ như Hoa Kỳ mong muốn là Canada dẫn độ về bà nằm ở đó vẫn 3 năm mà nếu chuyện này vẫn kéo dài bà vẫn còn tiếp tục nằm yeah. đến ba chục năm thì thưa quý vị câu chuyện nó có nhiều cái vấn đề nằm đằng sau lưng xin quý vị tiếp tục giữ bằng tầng SBTN chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại